Quái vật sống trong hố sâu, nó xâm chiếm mảnh đất phì nhiêu này. Hyakkimaru muốn vì mọi người mà trừ yêu. Hyakkimaru hy vọng Mio có thể hát một bài hát vì trong tiếng hát cậu ấy có thể cảm nhận được sự yên bình. Mio mở miệng hát. Lúc này lão hòa thượng quay về. Ông ấy phát hiện một mảnh đất màu mỡ có thể cùng với Mio và những đứa trẻ vào ở. Nhưng ở đó có một ác linh đang sống. Hyakkimaru không nói gì đi tới đó ngay. Cậu ấy thích Mio vì sự hạnh phúc của Mio. Điều duy nhất cậu ấy có thể làm là trừ yêu. Lão hòa thượng thấy Hyakkimaru thương tâm đi theo sau cậu ấy. Nhìn linh hồn thuần khiết của Hyakkimaru, đột nhiên có thêm một ít mảnh màu đỏ. Lão hòa thượng không tránh khỏi có chút lo lắng. Thấy Hyakkimaru vì mình làm vậy, Mio cũng muốn góp chút sức. Đêm nay ở trong quân doanh cùng hai binh sĩ làm việc, Dororo có chút lo lắng, quyết định lén lút đi theo Mio bảo vệ cô ấy. Hyakkimaru cùng lão hòa thượng đến nơi ở của ác linh. Ngay lúc muốn chủ động tấn công, hai chiếc càng khổng lồ nhô ra khỏi hố, hút hai người vào bên trong. Ác linh thực sự là một con kiến sư tử khổng lồ. Hai người bắt đầu chiến đấu. Hyakkimaru cùng với lão hòa thượng hợp lực, cuối cùng đâm đoạn đao vào yết hầu của con kiến sư tử, nhưng vẫn bị nó cắn trả một miếng, cắn đứt chân phải của Hyakkimaru. Dưới sự giúp đỡ của lão hòa thượng, hai người cuối cùng cũng đánh đuổi được con kiến sư tử khổng lồ mà Hyakkimaru đang trầm mặc. Lúc này đột nhiên kêu ra âm thanh. Dororo đi theo Mio đến quân doanh. Lúc này cậu bé mới biết Mio dùng thân thể của mình đổi cơ hội sống tiếp cho những đứa trẻ. Dororo hoảng loạn rời khỏi quân doanh, gặp được Hyakkimaru đang bị trọng thương. Chân phải tuy rằng bị ma thần đoạt đi nhưng lấy lại được âm thanh. Trời sáng rồi, Mio mang vết thương từ quân doanh trở về. Đối diện sự tra hỏi của những đứa trẻ, cô ấy chỉ đơn giản nói là ngã một cái. Sau khi thấy Hyakkimaru vì mình mà biến thành dáng vẻ này, Mio hối hận vô cùng, xử lý vết thương cho cậu ấy, nhưng kéo áo lên không thể che được thương tích. Dororo biết rõ tất cả, không nhẫn tâm nhìn một màn này nên chạy ra ngoài. Cô gái vì để nuôi dưỡng những đứa trẻ bị thương trên chiến trường, không tiếc trao thân thể cho các binh sĩ, bước vào bóng tối để hướng về ánh sáng. Cô ấy hẹn với những đứa trẻ, tương lai sẽ có một mảnh đất thuộc về bọn họ. Buổi hè gió thổi mát rượi, Dororo trẻ con lần đầu tiên mới hiểu được thế nào trách nhiệm. Hyakkimaru có âm thanh không muốn mở miệng nói chuyện. Những âm thanh của thế giới vô cùng ồn ào, chỉ có lời hát của Mio mới yên bình. Hyakkimaru trầm luân trong tiếng hát. Lão hòa thượng nhìn thấy những mảng đỏ của linh hồn cậu ấy bắt đầu rút đi, nhưng ông ấy vẫn lo lắng về cậu ấy sẽ đi tìm kiến sư tử khổng lồ đòi nợ, cướp lại chân phải của mình. Ông ấy nói với Dororo, hồi nhỏ bên trong cơ thể của Hyakkimaru có lửa của quỷ thần, mà cậu ấy không chắc sẽ trở thành ma quỷ hay không. Lão hòa thượng rời đi. Mio rất sợ ánh mắt của Hyakkimaru. Cô ấy lo sợ Hyakkimaru có thể nhìn thấu linh hồn mình. Nhưng Hyakkimaru chỉ dùng tay đỡ mặt cô ấy lên. Hai cánh tay này tuy giả nhưng vô cùng ấm áp. Buổi tối, Mio lại tiến về quân doanh một lần nữa. Dororo tuy biết công việc của cô ấy là gì, nhưng vẫn cổ vũ Mio như cũ. Trong chiến tranh đã mất đi tất cả thì tìm lại tất cả. Có sự cổ vũ này, Mio liền không cảm thấy linh hồn của mình bẩn thỉu nữa. Vì những điều này chỉ để tiếp tục sống. Hyakkimaru dùng gỗ chế tạo một chiếc chân phải giả, một lần nữa khiêu chiến kiến sư tử khổng lồ. Sau khi nhìn thấy tất cả, Hyakkimaru giải quyết hết những đường tấn công của kiến sư tử khổng lồ. Kiến sư tử một lần nữa cắn đứt chân phải của cậu bé, không ngờ bị đoạn đao cắm vào yết hầu. Hyakkimaru từ trên trời rơi xuống, dùng đao chém thành hai đoạn kết thúc tính mạng kiến sư tử. Một bức tượng ma thần trong địa ngục đường lại nứt đôi. Lúc Hyakkimaru nghĩ rằng đã có thể thoải mái, nơi ở của Mio đột nhiên bùng cháy, bọn trẻ cũng bị binh sĩ giết hại. Mio nằm trên mặt đất không ngừng hát. Do cô ấy chọc tức hai binh sĩ, bị hoài nghi là mật thám của địch nên gặp họa. Hyakkimaru nhìn thấy tất cả trước mắt, lửa của quỷ thần bốc cháy. Hyakkimaru vung kiếm tiêu diệt hết đám binh sĩ. Còn một tên cuối cùng, khi đó Dororo ngăn lại, Hyakkimaru toàn thân đầy máu, không để cậu ấy hóa thành ác quỷ, đồng thời đưa cho cậu ấy túi thơm mà Mio cầm chặt trong tay, bên trong lấp lánh ánh vàng. Đó chính là số tiền mà Mio tích lũy dần dần. Hyakkimaru bình ổn trở lại, ôm Mio nói ra câu nói đầu tiên là gọi tên của Mio. Trời sáng hai người cáo biệt nơi này, cất túi thơm đi, âm thanh của Mio luôn ở bên cạnh. Hyakkimaru cùng Dororo đi qua con đường rừng sâu, biến thành con đường màu vàng. Nguyện vọng của Mio và những đứa trẻ cũng được thực hiện, bọn họ sẽ mãi mãi sống ở đây. Người đàn ông bị nhện tinh trói lại, được người cứu thì vẫn mang một mặt mỉm cười. Những con nhện tinh này đều là hút tinh khí của đàn ông làm thức ăn, có tên là Yorogumo. Hyakkimaru dùng một đao chém bị thương chúng, nhưng bản thân cũng bị quấn thành một đoàn nhờ tơ nhện. Bữa tối của mình không đoạt được, chúng chỉ có thể trốn vào trong rừng sâu. Vì truy sát nó, Dororo cùng với Hyakkimaru đến một ngôi làng. Bên ngoài ngôi làng tường cao có vô số cảnh vệ vô cùng nghiêm ngặt, vì ở đây luôn xuất hiện án mất tích. Muốn vào trong làng thì bắt buộc phải có mã sức khỏe. Dororo muốn trừ khử những con nhện tinh để kiếm tiền. Lúc này Yorogumo cũng đã trọng thương, trở lại hình người được một người đàn ông cứu sống. Nhìn thấy Yorogumo yếu đuối, người đàn ông dùng gạo của nhà làm cho cô ta một bát cơm rang.
Yorogumo tuy chơi bài nhưng vẫn ăn, đồng thời bắt một con ruồi ăn cùng. Không được tranh đồ của tôi. Nhưng món ăn này không hề đủ với cô ta. Ban đêm cô ta định ra tay với người đàn ông. Ngay lúc chuẩn bị hút tinh khí, bụng của người đàn ông truyền tới một tiếng kêu. Anh ta nguyện bản thân ăn không no, nhường cơm cho nhện tinh. Yorogumo mấy trăm năm nay lần đầu tiên nảy sinh tình cảm. Cô ta bỏ đi ý nghĩ hại người trong đầu, dùng bát cơm rang khó ăn đó trải qua một đêm. Quả nhiên qua một đêm trong làng lại xảy ra vụ án mất tích. Rõ ràng không có hơi thở của yêu quái. Vậy thì ai là thủ phạm? Không có được tiền thưởng, Dororo cùng Hiyakimaru đói vô cùng. Lại qua một ngày, Yorogumo càng ngày càng tiều tụy. Người đàn ông định đưa cô ấy ra khỏi làng khám bệnh. Nhưng nếu không có mã sức khỏe muốn ra khỏi làng thì phải đi con đường bị cấm. Người đàn ông muốn đưa Yorogumo từ con đường nhỏ ra khỏi làng, lại bắt gặp Hiyakimaru cùng Dororo. Nhưng ngoài ý muốn là Hiyakimaru lần này không rút đao, bởi vì trong mắt cậu ấy, linh hồn của cô ta là thuần khiết. Người đàn ông này cùng với yêu quái yêu nhau, tình yêu vượt qua khác biệt, làm anh ta quyết định đưa yêu quái rời đi, để Hiyakimaru tha cho bọn họ. Người đàn ông nói rằng mình chính là tên tội phạm kia, vì thôn dân sống ở dưới sự áp bức. Anh ông lén lút đưa bọn họ ra ngoài thôn, như vậy mới dẫn tới các vụ án mất tích. Các võ sĩ của ngôi làng đuổi tới, nghe thấy tin này liền muốn bắt giết người đàn ông. Nhưng bọn họ rất nhanh thành bữa tối của Yorogumo. Sau khi Yorogumo khôi phục tinh thần, linh hồn cũng xuất hiện màu đỏ. Hiyakimaru rút đao muốn giết chết cô ấy. Yorogumo dùng tơ nhện quấn người cậu ấy, kéo người đàn ông chạy vào rừng sâu. Nhìn thấy Yorogumo trở nên khỏe mạnh, người đàn ông vừa vui vừa sợ. Anh ta lo lắng Yorogumo sẽ tiếp tục giết người. Nhưng Yorogumo đã yêu lại nói với anh ta, bản thân mấy trăm năm nay chưa từng giết người, những người bị hút linh khí không bao lâu sẽ khôi phục bình thường. Đây chính là sự khác biệt giữa no một bữa và bữa nào cũng no. Người đàn ông nghe thấy thì yên tâm, anh ta đưa Yorogumo tới cửa ra. Nhưng Yorogumo muốn cùng anh ta rời đi, thân phận của mình bị lộ, không thể quay về ngôi làng nữa. Người đàn ông quyết định bỏ trốn cùng con yêu quái tốt bụng. Đột nhiên hai mũi tên xuyên qua lồng ngực người đàn ông. Truy binh đã giết tới nơi, Yorogumo tức giận vô cùng hiện nguyên hình. Hiyakimaru nhanh chóng tới ngăn cản. Yorogumo nhìn thấy người đàn ông bị trọng thương, muốn liều mạng với Hiyakimaru. Nhưng dưới sự khuyên bảo của người đàn ông, cô ta cũng từ bỏ. Linh hồn trở về màu trắng. Hiyakimaru cũng bỏ đao xuống để bọn họ rời đi. Người chia thiện ác, yêu cũng vậy. Hành trình tiếp tục. Hai người đến một núi lửa, liền phát hiện một đám đưa dâu. Tuy là một đám đưa dâu nhưng vẻ mặt ai cũng trầm mặc, trông như một nhóm đưa tang. Ngay lúc này một cậu bé đội da sói xuất hiện, bắn tên vào đội ngũ đưa dâu làm Dororo rất tò mò. Nhưng cậu bé kia nói, chị gái của cậu ấy sắp phải gả cho yêu quái, nghe thấy có mối làm ăn. Dororo không bỏ qua cơ hội, đi theo bước chân của cậu bé kia, một áng mây đen xuất hiện trước mắt. Đám mây đen này che bầu trời của một thôn làng, mỗi năm đều có một số lượng người bị giết chết. Mọi người nghi ngờ có yêu quái ở trong mây, vì vậy mỗi năm đều phải tiến cống một thiếu nữ. Mà năm nay chọn trúng chị gái của cậu bé này, cậu bé tên là Saru, dùng những đồng tiền nhặt được ở bên hồ trao đổi. Dororo chấp nhận mối làm ăn này. Ba người cứu được chị gái, đột nhiên mây đen kéo tới. Hai người khiêng kiệu bị hút vào trong, rơi xuống đất chính là hai bộ xương. Hiyakimaru lúc này gặp khó khăn, bởi vì trước mắt cậu ấy là một mảnh màu đỏ như máu. Mây đen chính là một bộ phận của yêu quái. Điều này làm cậu ấy không thể biết được thân phận của yêu quái. Một con rết khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chị gái của Saru bị nuốt trọn vào bụng. Dororo bị hình dáng của con rết khổng lồ làm kinh ngạc. Nhưng Hiyakimaru căn bản không nhìn thấy, mây đen mê hoặc ý thức của cậu ấy. Một thác nước chảy ngược lên trời, đánh tan mây đen lộ ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào con rết khổng lồ, bay mất trong mây đen. Saru đưa hai người về nhà, chị gái không phải là chị ruột của cậu. Saru từ bé không mẹ không cha, một người lớn lên trong núi. Những người trong thôn coi cậu ấy là dị loài, chỉ có chị gái đối tốt với cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy hiểu được hương vị ấm áp. Cái chết của chị gái làm Saru ôm hận, nhất định phải giết chết yêu quái báo thù. Nhưng lúc này Hiyakimaru rơi vào trầm cảm, trọng trách trừ bỏ rết quỷ giao tới trên người của hai đứa trẻ. Dororo đi theo nhược điểm sợ ánh sáng của rết quỷ, bày ra mưu kế giết rết quỷ. Dororo đóng giả thành cô dâu dụ con rết ra, sau đó đạt được mục đích. Saru mai phục đã lâu cầm hỏa tiễn bắn vào cơ thể con rết. Vốn dĩ nghĩ rằng lửa sẽ phá tan mây mù, nhưng hai người vẫn xem thường năng lực của rết quỷ. Thời khắc quan trọng Hiyakimaru xuất hiện, cậu ấy bắn tên ra, sau đó ngắm thẳng vào mục tiêu, rút đao cắm vào mắt phải của con rết. Nhưng rết quỷ có năng lực chiến đấu rất mạnh. Dororo hiểu rõ dụng ý của Hiyakimaru, dùng dây thừng trói con rết cùng mình, rồi nói to để Hiyakimaru xác định vị trí con rết quỷ. Dưới sự chấn động mãnh liệt, Dororo ngất đi. Hiyakimaru gấp gáp gọi tên Dororo, cuối cùng gọi cậu bé tỉnh dậy. Dororo chính là đôi mắt khác của Hiyakimaru. Rết quỷ không chịu được công kích xông ra khỏi mây đen, nhưng không ngờ đuôi của nó còn có một cái đầu. Hiyakimaru tấn công con rết, từ ngoài vào trong và giết chết rết quỷ.
Sau đó chị gái của Saru và Hyakkimaru cùng Dororo cùng rơi vào trong nước. Có thể do rết quỷ không tiêu hóa được, Hyakkimaru cũng đoạt lại được mũi của mình. Nước hồ truyền tới một mùi hôi thối làm cậu ấy không kịp phòng bị. Lần đầu tiên ngửi thấy lại là mùi này, cáo biệt hai chị em Saru. Hyakkimaru cùng Dororo một lần nữa tiếp tục hành trình. Mà kết thúc tập phim, Hyakkimaru cuối cùng cũng gọi ra được tên của Dororo. Qua mấy tập cuối cùng cũng đã được gọi tên rồi. Dororo đổ bệnh, Hyakkimaru ôm cô ấy. Dororo khó khăn nói ra mấy chữ, cầu cứu thôn dân. May mắn lúc này có một Nico xuất hiện, đưa Dororo vào miếu chăm sóc. Dororo nhìn thấy một rừng hoa bỉ ngạn ở bên cạnh, đột nhiên nhớ tới mẹ của mình. Thân thế bi thảm của cậu ấy cuối cùng cũng được giải. Dororo được sinh ra ở một nhà có truyền thống làm sơn tặc. Phụ thân tuy là cường đạo, nhưng lại tạo ra một phái hành hiệp trượng nghĩa, thân thủ rất tốt, luôn ra tay với các quan lại. Mẫu thân hiền hậu, có cách dạy con. Tuổi thơ của Dororo tuy rằng trưởng thành trong chiến loạn, dưới sự dạy dỗ của mẫu thân mà trở thành một người lương thiện. Nhưng dần dần nhị đệ của phụ thân đã bắt đầu chán ghét cuộc sống đánh đánh giết giết. Ông ta bảo đại ca quy thuận triều đình để lấy lại một chức quan. Phản bội lại giai cấp nông dân, phụ thân của Dororo giáo huấn ông ta một trận, nhưng không thay đổi được ý nghĩ của nhị đệ. Để nói tiếp thử xem, ta sẽ nhét cái này vào mồm đệ. Cuối cùng trong một lần hành động, ông ta tiết lộ tin tình báo cho quân đội, dẫn đến toàn quân bị giết, mà phụ thân cũng bị trọng thương. Sau đó nhị đệ niệm tình cũ, dùng cung tiễn chặt đi hai chân của đại ca, thả cả nhà Dororo đi. Dororo từ đó bắt đầu cuộc sống lang thang cùng phụ thân. Phụ thân nhịn đau để chăm sóc cả nhà. Bọn họ tìm thức ăn trong chiến trường, dùng xác người chết làm thức ăn. Tất cả những thứ này trong mắt Dororo giống như địa ngục. Phụ thân nói với Dororo hoa bỉ ngạn có màu đỏ như vậy là do nó hấp thụ máu tươi của các chiến sĩ. Ông ấy mạnh mẽ nói với Dororo, thứ càng rực rỡ thì càng hấp thu nhiều máu. Cả nhà đến một ngôi làng. Binh sĩ ở đó cũng đang áp bức bách tính. Phụ thân vốn muốn rời đi, nhưng bị võ sĩ nhận ra. Bất đắc dĩ, ông ấy chỉ có thể kéo thân thể tàn tật đánh nhau các võ sĩ. Cuối cùng, ông ấy cùng với các võ sĩ cùng chết. Dororo cùng mẹ bắt đầu một hành trình còn thê thảm hơn. Người mẹ này vì con có một miếng cơm nóng để ăn, trong tay không có bát nên dùng tay đựng cháo nóng, đút cho con ăn từng chút một. Hai tay bị bỏng đến phù lên, nhưng bà ấy cũng không kêu đau, đưa tất cả cháo cho Dororo. Sau khi nhịn đói mấy ngày, mẫu thân cuối cùng không thể kiên trì nữa. Bà ấy ngã vào trong một mảnh đất toàn hoa bỉ ngạn, dặn dò Dororo phải tiếp tục sống. Cuối cùng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Dororo từ đó bắt đầu đi lang thang. Nico nghe xong câu chuyện này, liền cảm thấy một cô bé lang thang nhiều năm, rốt cuộc là khó khăn thế nào. Dororo chính là một bé gái, có sự đồng hành của Hyakkimaru, Dororo cũng không phải cô đơn nữa. Hai người tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Nhưng đồng thời lúc này, lãnh chúa Daigo nhận được tin tức. Một cậu bé tên Hyakkimaru đã đi tới biên giới của nước Shimla. Daigo đến địa ngục đường, phát hiện tượng ma thần đã bị nứt đôi quá nửa. Ma thần chiếu ra hình ảnh của Hyakkimaru. Xa cách 16 năm, nhìn thấy con trai của mình, Daigo lại vô cùng hận. Ông ta nhất định phải giết chết con trai mình. Đứa trẻ có thể thay đổi cuộc đời của ông ta. Sự thay đổi của phụ thân làm cho Tahomaru cảm thấy khác thường. Cậu ấy tìm đến một thám tử. Sau khi uống thuốc độc xong, thám tử nói rằng Daigo đang tìm một đứa trẻ, nhưng cho dù chết cũng không nói ra lý do. Tahomaru tìm phụ thân, muốn hỏi nguyên nhân nhưng nhận được lời mắng mỏ của ông ta. Từ nhỏ tới lớn, Tahomaru không được mẫu thân yêu thương, tuy rằng phụ thân rất chiều mình, nhưng không thể nói hết mọi thứ cho Tahomaru. Nhìn thấy thái độ của phụ thân, Tahomaru tức giận rời nhà bỏ đi, quyết định tự mình điều tra rõ ràng. Mặt hồ vốn dĩ bình tĩnh đột nhiên nổi sóng to gió lớn, đột nhiên xuất hiện một con cua khổng lồ, đó là yêu quái. Tahomaru hạ lệnh cho thuộc hạ cố định thuyền lại, sau đó rút đao chạy về phía trước. Đầu tiên chém đứt bên ngoài gạch của cua, sau đó thuộc hạ đập vỡ vỏ, muốn lấy được gạch cua. Tahomaru chặt đứt vỏ bên ngoài của cua, con cua thấy không ổn liền lặn xuống nước. Tuy rằng yêu quái bị trọng thương, nhưng nhóm người của Tahomaru cũng tổn hại không ít, nhất định phải tìm được cách diệt yêu quái. Dù Tahomaru được nung chiều nuôi dưỡng, nhưng anh có dũng khí và mưu mẹo. Cậu ta thuyết phục thôn dân chặt cây làm thành vách ngăn, cắt đứt nước trong hồ. Không có nước trong hồ thì cua khổng lồ cũng bị lộ. Tahomaru cùng với thuộc hạ đi về phía trước, cắt đứt chân cua, dùng kiếm thuật cắt vỏ của cua. Máu bay ra, thôn dân hoan hô vui vẻ, nghĩ rằng có thể giết chết được con cua khổng lồ này. Ngay lúc Tahomaru chuẩn bị chém một nhát chí mạng, đôi chân của cua khổng lồ ném đá về phía vách ngăn, nước trong hồ chảy ra, con cua khổng lồ cũng trở về địa bàn của mình. Nước chảy xiết làm cho mọi người bị hút tới người của con cua khổng lồ. Thời khắc nguy hiểm, thuộc hạ của Tahomaru ném thôn dân lên bờ, bản thân sắp bị nuốt vào bụng. Ngay lúc này Hyakkimaru xuất hiện, hai đao cắt đứt không khí, con cua lớn bị giết chết ngay lập tức. Hai anh em Tahomaru và Hyakkimaru cuối cùng cũng gặp mặt. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại thấy có phần quen thuộc. Daigo đứng trên núi,
Sự xuất hiện của Hyakkimaru đối với nước Ishikawa là lợi hay là hại? Cha của Hyakkimaru sẽ làm gì với anh ta? Nếu Tahomaru tìm ra sự thật về anh trai thất lạc, thì sẽ suy nghĩ như thế nào về cha của mình? Muốn giải đáp điều này, xin mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ anime Dororo do T-Anime tóm tắt nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký kênh và comment bộ phim anime mà các bạn muốn chúng tớ tóm tắt nhé. Bye bye!